Vâng, chào mọi người. Chúng ta đang xem những cái khoảnh khắc mà khách hàng mua chiếc Yamaha Exciter 155 ngay tại cửa hàng của mình là Yamaha Sài Gòn 1, địa chỉ là 164-166C, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ở kế bên Đại học Cần Thơ luôn ha. Các bạn có thể xem thông tin cửa hàng dưới phần mô tả, có tên cửa hàng nè, địa chỉ nè, số điện thoại liên hệ nè, vị trí Google. Nếu chúng ta ở xa thì chúng ta đi theo cái vị trí Google để không có bị lạc ha. Rồi, hôm chiếc xám âm đỏ này rất là hot trong thời gian qua luôn nè. Rồi, chiếc này là chiếc xám ánh tím nè. Cũng là một màu sắc màu đỏ ở bên mình. Thì Quang xin thay mặt cho Yamaha Sài Gòn 1 xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những khách hàng đã ủng hộ đại lý mình trong thời gian vừa qua. Thì chiếc Exciter 155 vẫn là một mẫu côn tai rất là hot của nhà Yamaha. Thời điểm này thì bán chạy hơn 150 rất là nhiều rồi. Có lúc 150 bán cũng chạy ha, nhưng mà trong cái tháng vừa rồi á thì doanh số 155 nó vượt 150 rất là nhiều. Rồi, các bạn đang xem màu đen bóng, đang giao xe cho gia đình màu đen bóng. Cũng không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay với màu sắc đen bóng luôn. Và đối với màu đen bóng thì mình sẽ có hai phiên bản. Ba màu sắc đầu tiên là sẽ có hai phiên bản luôn ha. Đầu tiên sẽ là đen bóng đen màu xanh, một màu sắc rất là hot trong thời gian vừa qua luôn, mà mấy bạn mua phải đặt cọc trước. Nhưng mà được cái là tháng 4 này là bắt đầu hàng về nhiều rồi, chúng ta cũng không cần phải đặt trước đâu. Chiếc này nếu mà mua phiên bản tiêu chuẩn khóa cơ thì sẽ có giá là 45 triệu đồng. Còn nếu bạn mua phiên bản cao cấp khóa thông minh thì sẽ có giá là 48 triệu đồng. Giá rất là ok trong thời gian này luôn. Cái chiếc đèn bóng tại màu xanh dương này là cái màu sắc mới ra mắt và dễ bán cực kỳ. Ví dụ như mà khách vô mua một cái màu nào đó đã bị ngừng sản xuất rồi á, tư vấn qua cái màu đèn bóng này là người ta sẽ chịu liền. Còn nếu mà người ta kiếm màu đèn bóng này á, vô mà tư vấn màu khác là hơi khó nha. Rồi màu thứ hai sẽ là màu đỏ đen, cũng là đỏ bóng luôn, tem của nó màu đen như thế này. Thì chiếc này cũng có hai phiên bản luôn. Nếu bạn mua phiên bản tiêu chuẩn sử dụng khóa cơ thì sẽ có giá là 45 triệu. Và nếu bạn mua phiên bản cao cấp khóa thông minh sẽ có giá là 48 triệu. Nó khác nhau ở ba đặc điểm đó mọi người. Thứ nhất là cái ổ khóa. Cái thứ hai là phiên bản cao cấp sẽ trang bị thêm cái sạc điện thoại. Và cái thứ ba, ở phiên bản cao cấp cái phanh của nó heo dầu sẽ là hai bê tông. Còn cái tem RC á, thì dù phiên bản khóa cơ hay là khóa thông minh tiêu chuẩn hay cao cấp đều có cái tem RC, tem nổi ở phía sau hết. Chiếc đỏ này là có khách đặt trước nên ráp sẵn nè, các bạn có thể thấy cái kiến của xe nè. Cái kiến của nó sẽ hình chiếc lá như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái khu vực quen thuộc này. Cái khu vực này sẽ bị thay đổi vào tháng sau. Sẽ bị chen một chiếc xe điện News. Là nó sẽ chiếm vị trí một tí xíu. Còn tháng này thì chúng ta vẫn có một cái nơi khá là rộng rãi như thế này. Rồi, màu sắc thứ ba của ngày hôm nay sẽ là màu cam nhám. Thì cam nhám nó cũng sẽ có cả hai phiên bản như vậy. Đây, màu của nó màu nhám như thế này nè mọi người. Đó. Đây cũng là màu sẽ được bán trong năm nay 2023. Nếu bạn mua phiên bản tiêu chuẩn thì cũng sẽ có giá là 45 triệu và phiên bản cao cấp là 48 triệu đồng. Cam nhám phối với màu đen bóng. Mình nghĩ bạn nào mà thích cái màu hơi nổi bật một tí xíu thì có thể sẽ lưu ý tới em này đó, sẽ không bỏ qua em đâu. Chiếc này ở ngoài nó sẽ hơi sáng à. Nó sẽ hơi nổi bật so với những màu sắc xung quanh, nên hơi chói chút xíu á. Xe này thì bên mình có chương trình hỗ trợ trả góp luôn ha. Các bạn có thể trả trước là từ 20% tới 70% giá trị xe là được, từ 18 tuổi trở lên ha. Nè, khóa cơ nè, không có sạc điện thoại nè. Và cái phanh của phiên bản tiêu chuẩn là sẽ có heo dầu 1 bít nè. Đó, là chiếc này là 45 đó, còn heo dầu 2 bít như thế này nè. Đó, có hai con heo dầu nè. Rồi nó sử dụng khóa thông minh, xài remote, sẽ không xài chìa khóa thì nó sẽ cao hơn. Thủ tục mua trả góp thì chuẩn bị giúp mình là chứng minh hộ khẩu hoặc chứng minh bằng lái hoặc là căn cước công dân có chip từ 18 tuổi trở lên ha. Còn từ 20 tuổi trở lên chúng ta sẽ có nhiều ngân hàng hỗ trợ hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang màu sắc phiên bản giới hạn này. Đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là xanh bạc đen. Chiếc này sẽ có giá đã trừ khuyến mãi rồi là còn 49 triệu đồng. Đối với những khu vực khác thì mình không biết như thế nào, nhưng mà ở Cần Thơ, riêng Cần Thơ thôi nha, là giá này hiện tại đang thấp nhất từ lúc chiếc này ra mắt tới bây giờ. Xanh bạc đen, mỏ dài nó màu bạc. Và chiếc này hiện tại màu sắc ở bên ngoài sẽ không giống với video. Ở bên ngoài nó sẽ pha giữa xanh dương với xanh lá và nó đậm hơn rất nhiều so với video. Mình biết là các bạn đang xem video là thấy nó màu xanh dương mà xanh nhạt đúng không? Ra ngoài rất là đậm. Và nó dạng như nó hơi xanh ngọc á, xanh lục bảo á.
chứ không phải là màu xanh dương rực như thế này đâu. Tem của nó thì màu giống rồi đó, tem nó màu đỏ, giống như ở ngoài, chỉ có màu xanh không quay được thôi. Và phiên bản giới hạn thì mặc định nó là phiên bản sử dụng khá thông minh này. Là phiên bản đầy đủ tính năng rồi. Xanh này là một trong bốn màu sắc phiên bản giới hạn mới của 2023. Còn nói về 2022 thì mình còn màu gì? Mình còn được chiếc xanh real này thôi à. Mấy màu kia ngưng sản xuất nên mình hết rồi. Xanh real này thì cũng có giá là 49 triệu luôn. Là nó pha giữa màu xanh nhám, xanh quân đội với lại là cái màu xanh đột chuối, xanh dạ quang á, nó sáng sáng á. Đó. Nếu mà bạn nào thích tông màu xanh lá mạnh mọc chẳng hạn thì đây cũng sẽ là một trong những sự lựa chọn của chúng ta. Một màu mà nó vừa có điểm tối mà nó vừa có điểm sáng nữa. Nó không tối nguyên con mà cũng không sáng nguyên con. Chiếc xe này khá là đẹp á, phối màu khá là đẹp. Rồi phiên bản giới hạn tiếp theo đó là màu trắng ngọc trai. Thì trắng ngọc trai này là màu 2023. Dấu hiệu mình nhận biết là nó phối giữa màu trắng ngọc trai và màu xám. Còn phiên bản 2021-22 là trắng ngọc trai phối với màu xanh ha. Các bạn lưu ý nha. Chiếc tem màu xám như thế này phối với xám nhám như thế này thì là mẫu mới, cũng là 49 triệu đồng luôn. Còn các bạn vô cái gửi hàng mà khiều khiều hai chìa này là hai cái chìa gì, hoặc là ghi ở phía dưới, ủa cái gì lạ gì, sao dưới đít xe có chìa này. Chìa thì dùng để mở cốp dự phòng, chỉ mở cốp thôi, không có tính năng mở xe chạy, và để chìa dự phòng thôi, chúng ta vẫn thao tác mở cái cốp xe chịu nổ khóa bình thường. Và những bạn nào mà vô cửa hàng khiều khiều thấy lạ quá là biết là chưa bao giờ xem video của tôi rồi đó. Rồi màu sắc tiếp theo, đây cũng là một sự lựa chọn khá là đáng lưu ý, xanh ghi bi. Bởi vì bất kỳ đời ẹt nào cũng có màu xanh ghi bi hết, một màu sắc không lỗi thời. Chúng ta sẽ không bị gớt đời, không bị sợ bị lúa hay bị gì hết. Tại vì màu xanh ghi bi là một màu đặc trưng của Yamaha luôn. Chiếc này sẽ có giá là 48 triệu đồng. Cái đèn của Exeter 155 là ở trên là đèn chiếu gần, ở dưới là đèn chiếu xa. Nó tách ra làm hai cái cụm riêng biệt ha. Còn đèn này đèn đề mi hai bên này, đèn xi nhan nằm ở phía bên hông nữa. Và chiếc này sẽ có cái mâm màu xanh. Ở phiên bản mới này thì xanh ghi bi bóng đặc trưng sẽ kết hợp với là màu xanh nhám, đó là điểm mới. Còn xanh bóng nguyên con là không còn xe nữa, đó là mẫu 2021 không còn sản xuất nữa. Bên quán cũng có chương trình thu xe cũ đổi xe mới nữa ha. Các bạn có thể là đem chiếc xe cũ lên đây, sẽ có nhân viên kiểm tra xe báo giá cho các bạn, để chúng ta có thể dùng khoản đó thì trả góp hoặc là gom góp để mua tiền mặt luôn. Và lưu ý là bên mình thu tất cả các dòng xe Honda, Suzuki, SQM, Kymco, Beko, cái gì cũng có thu hết. Nhưng mà bán thì chỉ bán ra mãi trên hãng thôi. Rồi màu sắc phiên bản giới hạn tiếp theo đó là màu xám bạc đen. Mình thường gọi là xám mâm xanh, xám xi măng. Thì chiếc này cũng có giá là 49 triệu đồng luôn. Và cũng trong lịch sử ở Cần Thơ lần đầu tiên nó có cái giá thấp như vậy. Rất là đáng mua trong thời điểm này nha mọi người. Còn mấy món quà tặng theo xe thì chúng ta không kể đến. Mua xe nào cũng có quà tặng hết, mình không nhắc tới làm gì, lặt vặt thôi. Chiếc này được sản xuất ra để thay thế cho màu xám mâm đỏ. Còn bạn nào mà mua màu xám mâm đỏ, cuối video mình sẽ quay em nó cho các bạn xem. Này là xám mâm xanh, tem của nó là màu vàng chanh, màu xanh như vậy. Có mấy cái đường giống như da con rắn vậy đó. Và phiên bản giới hạn thì mặc định nó sẽ sử dụng khóa thông minh, có sạc điện thoại nè. Sử dụng khóa thông minh là sạc remote á. Và cái heo dầu của nó 2 bit. Chứ các bạn đừng có hỏi là cái màu phiên bản giới hạn này, xám mâm xanh này có khóa cơ không? Xanh GB có khóa cơ không? Không có. Nó mặc định là phiên bản giới hạn thì nó mặc định là phiên bản đầy đủ tính năng nhất. Đây, hai cái chìa khóa cơ thường ghim ở phía dưới này nè. Mấy cha thường vô hỏi lắm nè. Nên các bạn lưu ý là mặc định ha. Nó mặc định là khóa thông minh. Rồi, chiếc này nặng 121kg, 155 phân khối, năm sản xuất 2022. Mình giải thích tại sao chiếc Monster này không có chiếc xe nào năm 2023 hết nè. Bởi vì chiếc Monster này sẽ chính thức bị ngừng sản xuất vào tháng 9 năm 2022. Nó đã ngừng sản xuất rồi. Sổ bảo hành chúng ta sẽ có chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây, bảo hành bảo dưỡng trên toàn quốc. Và khóa thông minh là nó sẽ xài remote, có miếng giấy đỏ chứ mà bao bằng 6 số nè, không có xài chìa. Cái cốp xe này sẽ không đựng được cái gì hết. Cái cốp Exeter từ 150 qua 155 xe thể thao, nó bịch chịch. Bình xăng thì nó tầm khoảng có 5,5 lít. Xe này sẽ có VVA nữa ha, 155 phân khối. Có VVA, dù động cơ ít hơn HC nhưng mà có VVA thì cũng ok rồi. Tem của chiếc Monster này sẽ pha giữa xanh dương với xanh lá. Nguyên con của nó đen bóng. Giá hiện tại của nó là 51 triệu đồng. Và các bạn lưu ý là màu sắc này đã ngừng sản xuất rồi nha. Chung với 4 màu phiên bản giới hạn cũ Mazda và Prius á. Nhưng mà Monster còn xe, cho nên là
chúng ta cũng không cần phải lo lắng là nó hết xe trên thị trường. Mình nghĩ là cửa hàng nào cũng còn xe này hết, tại vì nó là chiếc giá xe cao nhất, cho nên là nó sẽ khó bán hơn so với những cái màu phiên bản giới hạn kia, nên mình nghĩ các đại lý sẽ còn xe. Rồi còn một màu giới hạn nữa trong bốn màu giới hạn mới, màu thứ tư đó là màu đen mâm vàng. Trên cái đăng kiểm của xe này nó chỉ ghi đúng một chữ thôi là màu đen. Tem của nó sẽ là màu vàng đồng, mâm của nó sẽ là màu vàng đồng, và giá chiếc xe này cũng là 49 triệu đồng luôn, đã VAT rồi. Còn trước bạn biển số, nếu bạn hỏi mình là trước bạn biển số ở Vĩnh Long bao biển bao nhiêu, rồi tôi ghét cái từ bao biển cực kỳ ghét luôn. Thành phố Vĩnh Long khác, thị xã Bình Minh khác, huyện Tam Bình, huyện Bình Tân khác, huyện khác, thị xã khác, thành phố khác, làm sao mà báo bao biển được. Báo bao biển là báo bị lố nha, bị mất tiền gắn chịu nha. Ở đây là mình báo là báo rõ ràng giá xe bao nhiêu, địa chỉ hộ khẩu ở đâu, có mức phí đó mình sẽ báo cụ thể cho mấy bạn, phải cung cấp chính xác địa chỉ hộ khẩu mới được nha, chứ không có vụ mà bao biển. Trời ơi, cái con này là cái con mà bán cũng khá là dễ nữa nè. Đen của nó mà màu vàng đồng đó. Và cái sự phối màu của Yamaha mình trên chiếc xe này mình rất là thích, có vài điểm màu đen bóng, tem đen bóng, ốp đen bóng, nói chung là chiếc xe này màu sắc rất là hài hòa. Về cái mức thứ hai nhiên liệu á, là 2,09 lít cho 100 cây. Tính ra 1 lít xăng chúng ta sẽ đi trung bình tầm khoảng cỡ 45 cây. Yamaha thì rất là trung thực với những con số này, nên đi có tiết kiệm hơn gì đó thì mấy bạn tự trải nghiệm nha. Có công tắc đèn và có công tắc phụ. Xe này vẫn tắt được đèn ha. Mấy chiếc xe mới bây giờ là bỏ công tắc đèn hết rồi. Có đèn passing nè, xi nhan càng nằm vị trí dưới cùng, rất là dễ cho người sử dụng. Mặt đồng hồ thì mặt đồng hồ điện tử, full điện tử hết, LCD LED gì đó full hết, chung là không có đồng hồ kim nữa, đồng hồ điện tử hết, đầy đủ tất cả các thông số cơ bản cần thiết của các bạn sẽ hiển thị trên mặt đồng hồ. Rồi vẫn như video mỗi tháng thì bây giờ mình sẽ lướt ngang những chiếc xe độ tí xíu ha. Thì các bạn đang xem chiếc này là chiếc màu đỏ bóng mà tem 3D nè, cái này thì nó tầm khoảng cỡ 52-53 triệu á, khoảng đó. Rồi cái này là màu xám ám tím nè, nhưng mà chiếc này các bạn ra cửa hàng chắc không còn xe quá, tại có khách đặt cọc mất tiêu rồi. Các bạn nào mua thì có thể đặt thêm ha. Cái này là xám ám tím, thì chiếc này nếu bạn mua khóa cơ thì chắc tầm khoảng cái 53 triệu, còn khóa thông minh thì khoảng 55, 56, 57 rồi ạ. Cái này nói chung là tùy phiên bản và tùy số lượng phụ kiện trên xe thì nó có thể giá cao hoặc giá thấp hơn. Các bạn có thể liên hệ đặt hàng thì bên đại lý sẽ báo giá cho các bạn cụ thể hơn, và do cái số lượng phụ kiện các bạn đặt ít hay nhiều nữa. Màu này có một cái đặc điểm đặc biệt là khi các bạn đứng ở một góc độ khác nhau thì thấy nó màu sắc nó phản ánh khác nhau. Có cái baga titan quá hợp với cái màu này luôn đó. Các bạn đứng ở một chỗ thì thấy nó màu tím, đứng một chỗ thì thấy nó màu xám, đứng ở một chỗ thì thấy nó màu xanh nữa. Nói chung là nó pha với nhau. Chiếc này mình làm lại cái đuôi luôn rồi nè, có gắn dè, gắn phụ kiện. Này mà khóa thông minh thì chắc tầm khoảng cỡ 56-57 triệu ạ, khoảng đó ạ. Chứ không thấp đâu nha. Màu đỏ này đỏ đậm nè mọi người. Đỏ này đỏ đậm nè, sậm luôn nè. Đó. Nói chung là bên mình có nhận đặt sơn tất cả các màu sắc hoặc là tất cả các loại tem. Các bạn nào ưng ý cái gì hoặc là có hình á thì có thể ghé đại lý để đặt hàng trước ha. Rồi quay lại xám bông đỏ nè. Chiếc này là ốp dàn áo gin mua từ phụ tùng lên chiếc xám bạc đen, xám âm xanh á, hiểu chưa? Cho nên là mới có chiếc này, chứ chiếc này ngừng sản xuất lâu rồi. Thì giá này tầm khoảng có 53 triệu ha. Mẫu này thì có lúc có sẵn, up lên sẵn đi cho các bạn ra mua, cũng có lúc là đặt trước. Nói chung là cũng có thể điện trước để đặt, để dặn trước cửa hàng chừa lại cho mấy bạn nha. Xám âm đỏ nè. Rồi, chắc đến đây video mình cũng xin kết thúc được rồi ha. Xin chào và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Màu này kiếm rất là nhiều luôn đó. Bye bye.